của map đấu thị trấn xa lạ, trận đấu giữa Ace Gamer đối đầu cùng với Robot Esports. Và khởi đầu bên phía quay hit trước sẽ là Ace Gamer, và đội phòng thủ bom sai cho lượt này là Robot Esports. Đội hình Robot Esports ngày hôm nay ra quân có Kevin J, Bồ Đồ Béo 09 và Đích Đi. Đúng hơn, bên phía của Ace Gamer có Leo GP 24k, KZ và Kin, nhưng vừa vào thì đã có hai người của bên phía Ace Gamer phải nằm xuống. Kin có được một mạng, đó là mạng của Kevin. Nhưng như vậy là có đủ hay không khi mà vừa vào đầu đo đấu đầu tiên như này? Nhập cuộc chưa thể nào mà gọi là chuẩn bị tâm lý sẵn sàng hẳn, thì bên phía của Robot Esports họ đã có cho mình được hai mạng. Ace Gamer họ đang bị thua thiệt với quân số ở thời điểm này. 24 carat ở trên khu vực hotel cùng với là Leo GP đã di chuyển lên Kin Mod và hầm B. Có lẽ nó sẽ là một tình huống tấn công ở trong khu bom sai B bằng đường hầm và cũng như là khu vực hotel hay chăng? Jay đang ở khu vực cuối B. Một tình huống di chuyển lên, Jay đứng quá to và Jay chỉ cấu được một lượng máu nhỏ nhỏ của 24 carat mà thôi. Các đại diện ở đây chúng ta có một đội béo tới từ phía Robot Esports, anh ta có được mạng của Kin. Một quả flash sẽ được trả ra và đối thủ là Ace Gamer sẽ phải tấn công lên bên như thế nào đây? Bồ Đồ Béo liệu có lắc ra? Nhưng mà khi mà vị trí của Leo GP đang di chuyển ở phía khu vực này, Đức Đi đã có mạng của 24 carat rồi. Leo GP 1-3 tình huống này. Điểm số đầu tiên nó đang thuộc về cho bên phía của Robot Esports. 1-0. Một sự khởi đầu cực kỳ tốt của Robot Esports. Họ đang thể hiện đúng là với đội tuyển đang đứng ở phía trên của bảng xếp hạng ở thời điểm này. Nếu như giành chiến thắng, tôi xin nhắc lại, nếu như giành chiến thắng trong trận này thì Robot Esports sẽ vươn lên vị trí đầu bảng sau cái pha với cái sự sẩy chân của CB Gaming sẽ để thua 2-0 trước Blue Star trong ngày hôm qua. Đây sẽ là một trận đấu cực kỳ quan trọng và sẽ quyết định khá nhiều điều của trên bảng xếp hạng của Pro League 2018 này. Tiếp đến đó là 09 đã có mạng của Leo GP. Thật sự có thể nói rằng là bên phía của Robot Esports họ có một tay bắn ngắm cực kỳ xuất sắc là 09. Anh ta đã thể hiện sau đến đây là vòng đấu thứ 3 rồi, phong độ vẫn đang khá là ổn định. 24 carat đang ở B, nhưng Ki đã có mạng ở 09 trong một tình huống mà Ki đứng phô ở trên khu vực long A. Jay bị hạ gục bởi 24 carat. Một tình huống mà Jay đã muốn ép lên đến khu vực long B nhưng không được rồi. Bây giờ là lợi thế hơn người, sau khi ở bên phía của Robot Esports họ đã hơn một người từ khá sớm của trận đấu này. Họ sẽ muốn tấn công vào trong khu vực bom sai A. Ở đây chúng ta có Bồ Đồ Béo. Không, đây là Bồ Béo, tôi đã kêu, không phải là Bồ Đồ Béo phải nằm xuống trước khi anh ta có được một mạng. Nhưng bây giờ thì vị trí của Đích Đi bắn trượt rồi. Kevin cũng đang về cầu bờ cho Đích Đi lên bảng rồi. Và vị trí của Kevin thì sao? Kevin di chuyển vào, Kevin sẽ đẩy lên khu vực cầu thang hay không? Nhìn đến chân của đối phương và bắn vào đây tới từ vị trí của Kevin. Và có được một mạng của Kevin. Nhưng bây giờ là một đấu một. Vị trí của Kin đang ở đâu đây? Kevin đẩy lên, nhìn thấy đối phương và sấy vào tới Kevin. Rất bình tĩnh, bom chưa được đặt. Cái vấn đề là quả bom chưa đặt, quả flash cực kỳ tốt của Kevin. Kevin đẩy lên, nhưng Kin cũng di chuyển rất khéo và Kin đẩy xuống. Nhưng bây giờ thì vòng, không tìm thấy nhau ở đây. Nhưng mà vì cho Kevin lao xuống, Kevin hai bóng, Kevin không sấy được tình huống vừa rồi. Quá đáng tiếc. Hai, xin lỗi bạn, một đều. Rất tốt dành cho vị trí của Kin tình huống vừa rồi. Quay trở lại với round đấu này thì chúng ta có thể thấy rằng là KZ đã có được một mạng, nhưng trước đó thì 24 carat đã phải nằm xuống. Nếu như để nói về trong round những round đấu vừa rồi thì các đại diện bên phía của Ace Gamer, đặc biệt là Kin, đã chơi khá tốt trong tình huống xử lý vừa rồi của mình. Tưởng chừng như là ví dụ Kevin sẽ có thể làm một nên chuyện, Kevin đã rất quái trong cái pha xử lý đó vừa rồi, nhưng mà Kin đã làm xuất sắc hơn. Kin bây giờ đang có một tình huống di chuyển ở đâu đấy, đó là khu vực cửa A. KZ có được một mạng nữa. Một tình huống đẩy lên hầm khu vực mid này, hạ gục Đức. Đức thì cũng như là 09 đổi được mạng của Kin rồi. 3 đấu 3 rất cân ở trong cái round đấu này. Đây đây đẩy ra đây, đây bắn ra. Đây có được mạng nhưng KZ lại phải nằm xuống.
Chúng LGV ngay lập tức đổi mạng, móc vào ở đây. Liệu có được hay không? Đó là một chuyện LGV bắn cực tốt. Bây giờ Phô Béo đi đổi súng vào trong cái tình huống này. Một đấu hai của Phô Béo. Tình huống Chi đang ngắm vào trong khu vực nhà đen. Có lẽ là LGP phải phòng thủ và thôi. Hai tay ngắm tới từ bên phía của AKM là Ki và LGP. Ki và LGP là một bro chơi cũng rất xuất sắc của bên phía AKM với mình tên Vares. Nhưng mà mình chưa Phô Béo ở đây. Có được một mạng, một đấu một của LGP cùng với là Phô Béo. Thời gian còn là 25 giây cho bước di chuyển của Phô Béo. Thì có xử lý này đẩy vào, anh ta biết được vị trí của đối phương rồi, giữ cho mình quả flash trong tay và nhả quả flash vào. Nhưng chưa, LGP bị mù. Phô Béo đẩy vào, Phô Béo nên tay đạn. Tôi nghĩ rằng Phô Béo nên tay đạn hay không, anh ta quyết định cầm dao. Thật đấy, xử lý tuyệt vời tới từ Phô Béo. Một pha xử lý tôi nghĩ rằng là không tưởng, bởi vì đó là một pha mà anh ta hết đạn, anh ta không có việc gì anh ta phải thay đạn cả. Anh ta rút luôn cho mình cái quắm ra và như vậy là anh ta vả thẳng vào mặt của đối phương rồi. Như vậy là 2-1 dành cho bên phía của Robot Esports và một pha xử lý vô cùng đặc biệt tới từ vị trí của Phô Béo. Nhưng bây giờ thì quay trở lại ở đây, 2-1 là tỷ số lúc này. Vị trí của ai kia đó là 09 lại có được một mạng của 24 Kara rồi. Hai người phải nằm xuống. Ace Gamer họ lại gặp khó khăn trong round này. Ki bây giờ còn có cho mình 17 máu. Tại sao mọi người cứ thích ra thách thức vị trí của 09 làm gì nhở? Khi mà bây giờ 09 đã di chuyển ra khu mid rồi, Leo GP ngắm lại ở khu vực đó là Ki đổi được mạng của Nicky. Bây giờ thì còn lại là 5-4 đấu 3. Ki đang ở đâu đây? Ki đang ở Long An. Giờ có ai đẩy xuống khu hầm A không? Có, 09 ở đây đẩy xuống hầm A. Sẽ là một pha mà 09 ép ra. Nhưng mà đó là một tình huống LGP có mạng, nhưng lao ra ở đây tới được vị trí của Phô Béo. Phô Béo có double kill và một tình huống đẩy ra mid, đẩy ra khu vực Long A rất xuất sắc của mình với khẩu AA-12. Ki một đấu ba với một lượng máu như này là không thể làm được tới được Ki được chắc chắn rồi. 3-1 cho bên phía của Robot Esports. Đang ở đâu đấy, đang ở khu mid, nó sẽ có một tình huống di chuyển lên. Quyết định là mò lên mid hay không? Đang có tới 4 thành viên của bên phía Ace Gamer, họ đang di chuyển vào trong khu mid lúc này. Họ đã rẽ vào hầm B rồi. Họ vào hầm B. Hầm B đang có vị trí của Kevin phòng thủ, một quả bom được nhả ra. Kevin cấu được một lượng máu rất nhiều và anh ta cũng lấy được một mạng của KZ nữa cơ. Không mất đi một giọt máu nào tới từ Kevin trong tình huống vừa rồi. Anh ta đã có cho mình một mạng và chặn đứng cái việc mà muốn tấn công lên khu hầm B của bên phía AKM chăng. AKM đã phải lùi về. Một tình huống đẩy ra mid tới nó không chín, nó cũng phát hiện và chặn đã bọc đầu lại đối phương. Có vẻ như ý đồ tấn công của bên phía AKM hoàn toàn để phá sản round này. Họ sẽ phải làm gì đây? Họ đang muốn rõ ràng là Kevin rất cố gắng và Kevin có được một mạng nữa ở đây. Vô cùng xuất sắc tới với Kevin. Kevin là một người chơi có phong độ cực kỳ tuyệt vời từ đầu mùa giải đến giờ. Thật ra thì có lẽ đó là cả đội hình của bên phía Robot Esports thì đúng hơn. Họ đang chơi vô cùng nhịp nhàng và xuất sắc. Jay nằm xuống nhưng trước đó thì không ở Jay mà 09 thì đúng hơn. Trước đó thì anh ta đã có được một mạng. Và bây giờ thì anh Kukara đổi mạng rồi. Hai đấu ba còn lại của bên phía Ace Gamer, 24 Kara cùng với là Kin. Hai đấu ba trong cái round này. Kin đang có một tình huống đẩy lên ở khu vực hầm B. Không, lùi về thì đúng hơn, tôi đã nhầm. Phô Béo bây giờ làm gì? Phô Béo ở A, Kevin ở cuối B. Đó là một bom nổ thì phải. Và đó là Kevin có 3 mạng. Tuyệt vời Kevin. Kevin bây giờ đang có số frag vô cùng tốt. Anh ta đã không có được mạng thứ 8 rồi. Một pha mà nhảy lên. Những 24 Kara còn thấp máu quá. Anh ta đang có double kill ở đây với khẩu AK-47 của mình. Bom sẽ được đặt xuống hay không? Nhưng đẩy ra. Wow, Phô Béo nhảy ra mà không nhìn à? Tôi tưởng rằng Phô Béo vào vừa rồi sẽ bị 24 Kara sấy chết chứ không. Anh ta rất may thì hết giờ rồi. Wow. Như vậy là 4-1 dành cho Robot Esports. Phô Béo đã làm cho tôi một pha thoát tim.
Và như vậy là chúng ta xung quay trở lại đây với lượt thi đấu đầu tiên của cái map đấu thị trấn xa lạ này. Thì số tạm thời đang là 4-1 cho Robot Esports vừa vào, vừa quay trở lại thôi. Leo GP đã có pha đục chết dây rồi. Pha rất tốt của Leo GP. Pha đục hơi ảo. Kavin có được một mạng, Kavin chỉ một mạng ở đó mà thôi. Chứ không có Leo, anh ta đã phải lên bảng rồi. 2-1 cho bên phía của Robot Esports. Nó là quá lỗ. Bây giờ đang có 09 ngắm vào nhưng mà Nick đi cũng bắn ngắm ở đây, ta kê thẳng vào khu vực long B. Một pha bắn là tốt, đã có một smoke để chặn đi tầm nhìn của Nick đi. Nhưng một quả bom nổ ném vào. Ui, dã man của bom nổ ném vào mất đi của mình 70 máu. Nick đi cũng đã phải lên bảng rồi. Pho béo một bắn ba. Nào liệu có xử lý được không nào? Phát hiện đối phương, Pho béo có mạng của Kỳ. Còn lại một bắn hai, bom chưa được đặt xuống. Bom B đã được thiết lập thành công tại B rồi. Pho béo lộ vị trí. Pho béo vẫn đang bắn vào. Pho béo làm cho Zinel TV mất rất nhiều máu ở đây. Pho béo nhả một bom nổ vào hay sao? Đúng là như vậy rồi. KZ đang về cover cho Leo GP. Leo GP chạy rất sâu. 25 giây Pho béo đi nhanh chân lên. Anh ta đã dính một quả bom của đối phương. Và đi về lượng máu của anh ta có 54 mà thôi. Bắn là tốt với được ăn không? Không, tôi nhầm, tôi khen nhầm. Bắn tình tốt với từ KZ thì đúng hơn. 2-4 cho bên phía của Ace Gamer. Có vẻ như sau cú power vừa rồi thì Ace Gamer đã có một cái thảo luận lại chiến thuật. Và có thể nói rằng là họ đã gỡ gãi được một round đấu. Ít nhất đó là một cái tín hiệu đáng mừng. Phố béo đang đẩy ra, không chín ngắm mực cầu. Các đại viện bên phía của Ace Gamer đang có một tình huống đẩy ở khu vực hầm B. Họ đang di chuyển rất đông người vào trong khu vực hầm B lúc này. 3 người. Kavin là người phủ hầm B nhưng Kavin này không đẩy sâu. Nên nếu như mà đối thủ di chuyển lên hầm B, Kavin thì sẽ bắn luôn. Nói luôn là tôi đang đứng ở đầu đấy. Thách thức các đại viện bên phía Ace Gamer bơi vào đây. Nhưng mà Ace Gamer quyết định là lùi về. Họ chỉ chiếm lấy cái hầm B mà thôi. Họ đang dồn đội của mình về mid. Mid đang có vị trí của ai phòng thủ đây? Đó là Jay phòng thủ ở đây. Nhưng bên phía Ace Gamer lại lùi về thản tính là liên tục tới từ các đại viên bên phía của Ace Gamer. Họ thả tính gần như là liên tục ở đây. Lúc này thì họ vẫn đang giữ chững lại khu mid mà thôi. Thời gian còn lại là 1 phút 10 giây cho năm thành viên bên phía của Ace Gamer. Họ muốn đi đâu? Họ làm gì? Họ đang đẩy 3 người vào khu vực hotel. Một người giữ lại mid và một người trong khu vực hầm B ở đây, đó là Kin. Người phòng thủ bom xe bể của bên Robot Sport chúng ta đang có đây là Kavin. Kavin có vẻ như phát hiện điều gì đó rồi. Bây giờ thì có là vị trí của dây phòng thủ mid. 09 ngắm ở cuối B. Kavin bắn cái lục luôn, bắn đuột trong cục dã man. Thay đạn đi sao? Đây rồi, đôi giày thay đạn tới được Kavin. 09 đang ngắm vào. 09 bắn trượt nhưng ít nhất là cũng có đủ thông tin dành cho đồng đội của mình là Kavin. Kavin ở kia. Kavin đã quá say máu ở trong cái khu vực trong tình huống bắn vừa rồi. Bây giờ 09 chạy vào trong sai. 09 đã bị bắn vào. Đồng đội của anh ta đã về cover không kịp nữa rồi. Đó một tình huống mà Kavin vừa khen anh ta rất lời ra thì anh ta có thể nói rằng là mắc ngay cái lỗi của mình. Bây giờ thì tan vỡ. Leo GP có mạng của Jay. Còn lại là nó sẽ là 3-4 cho bên phía của Ace Gamer. 3-4 hay không? Hay không là có một bắn tăng của cô béo bên trong đó. Nó hốt rồi chắc. Thời gian bom đặt xuống một thời gian còn 25 giây. Nhảm của bom vào nhưng có vẻ ai đấy đang cầm dao lên mà định. Đó là vị trí của Leo đang muốn cầm dao lên và trả thù cho Pho béo. Nhưng không được rồi, Pho béo đã phải nằm xuống bởi vì KZ đã có mạng. Khoảng cách chỉ còn là một round thôi. 4-1 cho bên phía Robot Esports. Nhưng ở thời điểm này họ đang bị đối phương thu hẹp về khoảng cách. Và quay trở lại ở đây, Pho béo đang ở trong khu vực âm A. Chứ là ngách A. Giờ K24Kara đang loay hoay ở đây, đó là cái khu vực hầm B. Anh ta sẽ không có một cái tình huống mà đẩy lên sâu được đâu. Lúc này có thể nói rằng đội hình của bên phía Robot Esports họ thay đổi khá nhiều. Có bom nhả xuống. Đích đi đã phải lùi xuống rồi, một tình huống ném smoke lên khu vực mid này. Có vẻ như là các đại viên bên phía của ACKM đang chơi vào form hơn. KZ nhả quả smoke lên và anh ta di chuyển nữa kia. Bắn làm gì? Trời ơi! Tại sao lại bắn nó pha vừa rồi? Đẩy vào đây. Lộ vị trí nó xấy vào. KZ không có mạng của Nicky. Đã là người bắn lục tốt ở tình huống vừa rồi. 09 cũng có mạng của Kin.
Một tình huống bắn quá lớn tới với KZ. Nhưng bây giờ thì họ đang có một tình huống di chuyển vào của 24 Kara thì phải ở trong khu vực nhà đen. 24 Kara có mạng của Đức Đen, nhưng bây giờ chúng ta sẽ cầm cả bom vào trong này luôn mà dã man. 24 Kara di chuyển vào, còn cho mình đó là 66 máu, nhưng đang chờ một đối trọng tìm. Một cú đẩy vào tốt tới từ phía trước 24 Kara. Anh ta có mạng ở đây, không chỉ có mạng lớn gì. Chiếc tổn thương là có tới từ 24 Kara. Gần như 24 Kara đang rất cố gắng, Kim đang đẩy vào đây để cover được người đồng đội của mình rồi. Nhưng bây giờ anh ta di chuyển sang B để đặt bom. 09 cùng với là vị trí của Forbes sẽ phải làm gì khi mà đối thủ đang giữ lại trong này, đó là ví dụ Kỳ. Kỳ đang đứng trong này, bắn tốt tới được Kỳ, khả năng là gỡ hòa nó hơi cao đấy, đưa trận đấu này, đưa cái lượt đấu này nó về vạch xuất phát. Có cái lẽ ở đây này, Forbes đang có một tình huống di chuyển ở trong khu vực nhà đen. Một đấu hai lại là Forbes. Forbes gần như là luôn luôn phải là người xử lý cuối cùng. Có mà của anh chúng ta nào, 15 giây lao lại cầm dao. Nào. Thôi nhá, vui thôi đừng vui vậy. Double kill của Forbes. Và như vậy là 5-3 dành cho bên phía của Robot Esports. Giờ thì tôi đã hiểu lý do vì sao Forbes luôn luôn là người chơi ở vị trí cuối cùng của bên phía Robot Esports, luôn là người sống cuối cùng. Bởi vì đó là cái việc họ luôn luôn tin rằng việc Forbes có thể xử lý thành công. 8 round đấu trôi qua và tối thiểu ít nhất là 3 round đấu Forbes sống cuối cùng và họ có được 3 điểm thắng liên tiếp. Và bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại ở đây. 5-3 Robot Esports và họ tạm thời sẽ có được một lợi thế lớn ở trong cái lượt thi đấu này. Ở cũng như tại map đấu thì xa lạ trước khi mà bên phía của cả hai đội đến với lượt thi đấu thứ hai. Nhưng bây giờ khoảng cách sẽ chỉ là 2 round đấu. Nó có thể thu hẹp lại chỉ còn là 1 nếu như bên phía của Ace Gamer làm được điều chuyện trong round đấu này và cũng như để kết thúc lại lượt thi đấu đầu tiên. Nhưng vừa rồi không chỉ được một tình huống đẩy ở khu vực cống A, anh ta đã có được mạng của Kỳ. Phố béo đẩy lên rất sâu ở trên khu vực ngách ạ, trên khu vực long A lúc này. Các thành viên bên phía của Ace Gamer thì họ đang dồn ở mid. KZ đã có được mạng của 09 rồi, họ dồn ngược lại vào hầm B. Nhưng phố béo đang ở đâu? Họ đang di chuyển một quả bom nổ cực tốt tới từ Nicky thì phải. Đúng là như vậy, một quả bom nổ từ trên cao xuống và anh ta ép cho vị trí của Leo GB mất được một lượng máu rất nhiều. Một quả bom nổ cực tốt ở đây, hai quả bom nổ lên mất được máu nhưng bắn cực là chuẩn xác tới từ Nicky. KZ nằm xuống rồi. Leo GB bây giờ có một tình huống di chuyển lên, gặp ngay Phobéo chặn chốt lại ở đây. Tôi tàn vỡ trong cái lượt này hay chăng? Thứ 24 Kara gỡ gạc lại với một mạng của Phobéo và bây giờ là 2-3. Đáp một mạng nữa của Kin. Một tình huống bắn tới Zodic đi, anh ta đẩy xuống làm gì nhỉ? Khó hiểu. Gavin móc vào rồi, Jay có đẩy ra không? Không đẩy ra thì Gavin chết chặt rồi. Như vậy là đội hình của bên phía Robot Esports chơi quá chạch choạng trong round này. Họ đã hơn 2 người, đôi khi là hơn đến lúc là hơn 3 người cơ. Nhưng bây giờ thì họ đang tan vỡ ra, còn một mình Jay. 1-3, 1-2 trong cái lượt này. Jay đang đi móc vào đường nối trong khu bom xe A. Anh ta đọc được hướng di chuyển các thành viên bên phía Ace Gamer. Jay có đẩy vào hay không? Jay nghe được gì hay không? Jay check vào. Ô! Và Jay có được mạng của 24 Kara. Jay sấy không được và như vậy là lượt đấu này kết thúc với tỷ số là 4-5 với sự xuất sắc của 24 Kara cùng với đồng đội của mình là Kin. Lượt đấu này khép lại với tỷ số là 5-4 Robot Esports. Sự xuất sắc của Ace Gamer đã gỡ gạc lại được. Robot Esports sẽ làm gì đây? Ace Gamer ở đây. Và đó là Kỳ có được mạng tới từ vị trí. Và Kỳ có double kill. Tôi bỏ view Kỳ. Bắn được hai mạng của Long A. Leo GB quay ra. Cô bé học đổi được mạng của Kỳ rồi. Deck đi cũng đã có mạng của Kin. Bắn đạn trượt tới từ Leo GB. Nhịp độ đã đẩy lên rất cao. Kin cũng phải nằm xuống. Liên tục là đổi mạng ở đây tới từ các tay sniper. Wow. Bắn vào của 24 Kara trên vực cao A bắn xuống. Leo GB cũng đứng trên cao rồi. KZ thì đang ở đâu đây? Cũng ở trên cao. Ôi, bắt hết về A đây. Ai nhìn B? Dây đẩy vào. Dây đẩy với mid. Dây không biết rằng là có 3 người ở A. Nên dây đang đi khá là chậm. Định đi cũng đang về tới cùng cái khu vực đó là khu vực hầm B. Phố béo đang muốn móc A ở đây. 24 Kara cũng về rồi. KZ cũng về rồi đến B. 24 Kara ở trong nhà đen. Để cho Leo GB thủ A một mình. Phố béo đang bắn cách à? Leo GB rất tỉnh táo, anh ta vẫn đang chơi khá chắc chắn ở đây. Những các thành viên bên phía của Robot Esports là Jay cùng với Duddy đã di chuyển ở trên khu vực bom B rồi. Đang có một tình huống đẩy vào. KZ có mạng của Jay. Một tình huống mà Jay tại sao phải phô ra như vậy nhở?
anh ta có thể hoàn toàn cầm quả bom và đặt xuống để cho Đích đi kê vào trong khu vực nhà đen. Nhưng bây giờ Phô Béo phải về đến hầm B. Đích đi bên là đang rất khó để có thể về đặt bom ở đây. KZ đang đứng ở lại đó trong cái khu vực nào đây? Anh ta đang đứng ở khu vực VIP. Một quả bom nó quăng lên khá cao, không biết là bom gì. 24 carat đã back về rồi, thời gian còn có 40 giây. KZ có thêm một mạng nữa. Thật sự Robot Esports đang đánh mất mình ở trong những cái round đấu này sau khi họ đang để cho đối thủ liên tiếp có những cái mạng đặt áp đặt lối chơi lên. Nhưng thật ra không phải, không hẳn là như vậy. Tôi nói nhầm, áp đặt lối chơi là tôi nhầm. Gần như Robot Esports họ đang mắc lỗi. Họ đang mắc liên tục rất nhiều lỗi ở thời điểm này. Nó mắc lỗi tới các vị trí cực kỳ quan trọng để bây giờ họ để cho đối thủ đưa trận đấu đã trở về vạch xuất phát với tỷ số là 5 đều rồi. LGB tiếp tục ra đám A, Vicky để cho hai tay sniper thủ A như này. Nếu như một đợt rush A thì rất là nguy hiểm. Vicky vừa rồi đã có một mạng trong vực cống này, anh ta hạ gục được vị trí của Zin. Nhưng bây giờ thì 09 đã đổi mạng rồi. 09 bắn rất tốt. Tiếp đến là Kevin có mạng của LGB. Bom A hoàn toàn chống trải chưa? Bom A chống trải hoàn toàn rồi. Bây giờ Robot Esports bảo A đặt bom một cách dễ dàng ở trong này. Rất nhiều bom qua một đường nối. Úi dồi ôi, đau. Nhiều bom quá. Đục vào kìa. Úi dồi ôi, đục vừa trúng đất cái mạng kìa. Không, nó không có chim có mạng nhưng cái gì. Đích đi ở đây. Có được một mạng mà rồi và đó là 09. Có double kill 6-5 dành cho bên phía của Robot Esports. Này Robot Esports họ đang muốn di chuyển nhanh với đông người của mình ra khu Mỹ và hầm B. Rất trông sáo tới đi Kevin. Anh ta vào đến trong hầm B rồi. Hầm B có thể nói rằng nó vẫn là một góc bắn tủ của Kevin ở trong cái map đấu này. Một tình huống kê vào của LGP. Anh ta phát hiện đối phương, đối phương đã lùi đi rồi, lùi đi rất xa rồi. 24 Kala đẩy xuống đây, đẩy vào. 24 Kala bắn rất đau hết kìa. Và đó là dây, nó một tình huống nhảy. Anh ta có được một mạng, một tình huống 09 nhảy qua. Kevin đã phải nằm xuống. Bây giờ họ muốn tấn công vào B. Họ tấn công tôi nghĩ rằng là sẽ được thôi. Đầu tiên từ điểm này, họ đã tới vào đến 09 có được một mạng với bắn đấu 7. Double kill của 09 cực kỳ xuất sắc với một quả một tình huống tới đấu 7 của vị trí 09. Kin bây giờ còn lại cùng với Leo. Kin đang có một tình huống 7 lên móc vào. Kin tấn không được. Leo GB một bắn 3, một mạng của Leo GB, một bắn 2 còn lại. Những bom đã đặt xuống và khói đã quăng lên là rất nhiều ở đó là cái khu vực trong bom sai B. Tầm nhìn của LGB đang vô cùng hạn chế. Đối thủ bây giờ tôi nghĩ rằng sẽ chỉ trốn đi mà thôi. 09 đã trốn vào, Jay cũng đã trốn đi. Một tình huống khép góc. Nhưng mà đó tình huống 09 đẩy ra để làm cái gì? Buộc cho Jay bây giờ một tình huống khó rồi. 8 giây, Jay vào. Jay lỗi tới từ Jay, nhưng Jay vẫn có được mạng. Rất may mắn dành cho bên phía của Robot Esports, đặc biệt là vị trí 09. Tí nữa thì trở thành tội đồ. 7 năm cho Robot Esports. Họ lại một lần nữa vươn lên với khoảng cách là 2 round đấu rồi. Có vẻ như họ đang trêu nguyên LGP ở khu vực A này hay sao. LGP đã bị dính khói nên ta không nhìn thấy gì cả. Trả một quả smoke vào để có thể chạy được thành công tình huống này. Lúc này thì ai đây đang là vị trí Phô Béo di chuyển ở khu vực hotel. 09 ở mid. Vicky cũng đang ở mid ở điểm này. Kevin muốn lên mid ở đây. Kevin như là một người chơi vô cùng là xông xáo. Thế nên bây giờ Kevin sẽ có tình huống lao lên hay không? Câu trả lời là không. Anh ta đã lùi về rồi. Di chuyển về hầm A. Về long A. Leo GP đang ở trên cao A, KZ thì không, hình như là vị trí của 24K2 là 07 đây. Kin 07 đang có một tình huống về bom A. Cùng với là Leo GP phòng thủ ở đây. Thì các thành viên bên phía của Robot Esports họ đang dồn với 3 người về bom A rồi. Sẽ có một người nữa về tới được vị trí Phô Béo hay không? Phô Béo đang đẩy lên. Lúc này thì Jay sẽ có một tình huống up vào trong bom A hay không?
Kin vẫn đang đứng vững ở đây cùng với Leo GP. Một tình huống tấn công vào, liệu rằng Kin còn có thể trụ vững ở trong cửa A đấy không nào? Đẩy vào, đấy cho nên Kin cũng có được một bạn như toang rồi. Ba người của bên phía Ice Gamer nằm xuống, hoàn toàn tan vỡ được tấn công vừa rồi tới từ bên phía của Global Esports. Họ quá nhịp nhàng. 24 Kara đã về đến bảng mạng của Dick đi. Bây giờ thì Kỳ và KZ là tình huống xử lý hai đấu 4 này. Đấy vào được bên KZ không được, đi đi đã có mạng của KZ và Kỳ bột bắn 4. Một mạng của Kỳ. Như vậy là có đủ hay không? Và như vậy Dick đi đã đem về round đáng thứ 8 cho Robot Esports. 8-5. Đi bắn trượt rồi. Leo cùng với Kin đã có mạng ở đây. Kin đẩy xuống, Kin còn đắp được. Kin có triple kill. Một tình huống phòng thủ A cực xuất sắc của Kin. Anh ta đã rút được kinh nghiệm sau cái bài học mà một pha các thành viên bên phía của Robot Esports tấn công với số đông thành viên của mình vào A. Bây giờ thì 09 có được một mạng, nhưng Kin đã có được 3 mạng cơ. Đó là cái điều xuất sắc mà Kin đã làm được trong round này. 1 bắn 3. Thời gian còn là rất nhiều. 09 ra check. Không có là Kin ra check đúng hơn. 4 mạng của Kin trong round này. Và rút ngắn tỷ số xuống còn là 6-8 bên phía của Ace Gamer. 6-8. Kỳ đã có mạng của Phobel. Kỳ có 2 mạng hay không? Kỳ có được 1 mạng cùng với là vị trí của Leo GP. Leo GP nhà ma vẫn tốt ở đây cùng với là Kỳ đẩy là khu cầu. Như vậy là Robot Esports sau những round đầu họ giờ chơi tốt round đã kìa. Đâm dao và xiết xiết chọc chọc đùa. Dắt Kevin đi hầm. Tôi đã khen là Kevin đã không pha đi hầm là gần như là góc thủ của anh ta. Nhưng mà anh ta đã làm một cái điều ngược lại mà tôi đã thấy ở thời điểm này. Một mạng tốt tới đi gì. Anh ta có được một mạng ở khu vực Long A này. Nhưng bây giờ là một bắn 3 cơ. Với cây Barret trong tay thì hơi khó nhỉ. C4 thì rơi ở khu vực hầm B rồi. Chắc ai bây giờ sẽ Kevin mà thôi round này. Kevin bắn quá lỗi. 07 đi cầu. 24 Kara thủ B. KZ đang ở khu vực dưới cái máng ở khu vực mid này. Đi đang di chuyển ở khu hotel rất chậm rãi. Thời gian còn có là 55 giây mà thôi. Đi nên làm gì đây? Đối thủ đang không cho vị trí đi một cơ hội nào. Họ đang phòng thủ cực kỳ chắc nhưng đi vừa nói với sơ. Thì KZ nằm xuống để một bắn hai nào 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 vào hầm B nhặt bom. Vào hầm B nhặt bom. Có bom rơi đầu vậy? Có bom rơi dưới hầm đúng không? Đúng là như vậy rồi. Thế tại sao mà 24 Kara và cũng như là cả Kỳ lại lên cầu? 30 giây nhặt bom chạy về A vẫn kịp mà. Đúng là như vậy rồi. Đức thì sẽ chạy về A. Vị trí của... Vâng, như vậy là nghe thấy. Đức thì không được và 24 Kara đã có mạng. Và rất tôi hiểu ý đồ tới từ bên phía của hai thành viên bên phía SKM rồi. Họ đứng trên cầu, họ bọc cho nhau và họ có thể nghe tiếng nhặt bom tới từ vị trí của Diddy. Và sau đó họ sẽ ra chốt ra là khu vực mid đẩy thẳng về A. Nếu như Diddy di chuyển đến B, họ vẫn có thể về cứu bom kịp thời. Rất thông minh những cái pha xử lý vừa rồi, cũng như là chốt trả đối phương tới từ hai thành viên bên phía của SKM. Nhưng dây vừa rồi đã có được một mạng của Leo GP. Leo GP ăn mãi ở khu vực này mà không thấy chán à. Anh ta cứ chuyển ra A liên tục vậy. Và đó là một mạng có được. Tình huống mà có bom nổ là bom xuống ở điểm này. KZ có được một mạng. Nó vứt cả súng đi luôn mà. Dã man con ngàn tới được tìm. Một tình huống mà anh ta sấy công được. Anh ta dối, anh ta hờn, anh ta dối, anh ta vứt súng đi luôn. Nhưng vậy ta chết. Anh ta đã có được một mạng. Nhưng bây giờ là 2-2. Đi đang ở phía dưới. Kavi đẩy lên. Kavi có được một mạng tới từ vị trí của 24 Kara. Nhưng khi bây giờ với cây bắn ngắm này, cây Barret này của mình, ta sẽ làm gì? Hờn dỗi quá tới.
quá hờn dỗi tới từ vị trí của hai của Kin. Và đó là cái gì? 9-7 dành cho bên phía của Robot Esports. Và như vậy là có thể nói rằng là họ đã chạm một tay, cũng như tạm thời là có thể có cho mình được một cái, tối thiểu một kết quả hòa cho cái map đấu này. Đáng bắn vứt cả súng nữa. Dỗi không bắn nữa luôn, không bắn nữa vứt luôn, hiểu không? Tôi nghĩ là các bạn đến học vị trí của Kin chơi rất là thần thái tốt, đó là bán trượt sấy mãi cả chúng ai, dỗi ném bom chả chết vứt luôn, sau cùng là lên bảng. Bây giờ thì là đã có hai người phải nằm xuống ở bên phía Robot Esports là Forbes cùng với là DD. 3-5 cho bên phía Robot Esports ở thời điểm này, họ đang dồn về khu hầm B. Có một người đi móc mít ở đây tới được 09. 09 có được một mạng của Kỳ, nhưng như vậy là có đủ hay không? Cái Kavin này bắn rất đau cao, nhưng mà Jay cover tốt cho Kavin. Ôi Kavin bình tĩnh chỗ nào, nhưng B không có ai cả. Một cái vấn đề là B không có ai. Một quả súng quăng vào, Kỳ đã bách về đến đây rồi. LGB đã đi móc, KZ đã đẩy vào, KZ đã đi giữa đường. Ơ kìa, nó sẽ xảy vào khoảng không thì bao giờ không. Nhưng mà đó là cái chiều Kavin nằm xuống, KZ đã có mạng. Jay quay lại và chúng ta xảy vào, Jay xảy quá lời đây. Không chỉ có cover đây không, nhưng đó là Jay cover được. Và đó là Jay có được một màn móc vào. Thôi toàn rồi, tạm biệt vị trí không chỉ luôn. Và đó là một pha móc tốt tới từ LGB. 8-9 cho bên phía của Ace Gamer. Một ra đấu cuối cùng nữa tôi cho map này. 1 sẽ là 3 điểm của Robot Esports, 2 nó sẽ là chia điểm dành cùng với Ace Gamer. Ra đấu cuối cùng Robot Esports phải hoàn toàn cẩn thận. Round này thì không thể là thua keo này, ta bèo kệ, ta bày keo khác được, nên là bắt buộc phải thắng rồi. Cô béo ở khu vực Long A. Bây giờ cứ bất kỳ ai nằm xuống thôi đều đáng trách cả. A-Gamer, họ đang ở đó, họ đang để cho Kin thủ A. Leo GB nằm xuống, nỗ lực chia điểm đang bị đánh mất đi. Cái mạng của Leo GB nằm xuống đầu tiên. 24 Gara đang về A. Một quả bom mù ném lên khu vực cao A được rất sớm. Kin bắn ở trên này. Nào giữ chắc khẩu súng trên tay nhá. Nào lại vứt đi tôi bảo chân này. Nhưng bây giờ thì KZ cũng đang ở đây. KZ thấy rất là tốt. KZ có được một mạng tới với 09. Nhưng bây giờ thì mình chỉ có ai đây. KZ đẩy ra. KZ lên mạng. 24 Gara. 24 Gara vẫn đang ở trên cao. 24 Gara thấy bảo có được một mạng. Không phải Kin tới có được một mạng. Đây đáp bực kêu của 24 Gara. Nhưng bây giờ là một đấu ai. Tới cho đến đi. Đến đi bắn vẫn không được. Và hòa rồi. Tuyệt vời tới từ Ace Gamer. Họ buộc cho Robot Esports phải chia điểm. Như những gì mà các chuyên gia đã nói thì gần như là Ace Gamer là một đội tuyển cực kỳ khó chịu. Họ không thắng đâu nhưng họ cứ bắt chia điểm. Đấy, Robot Esports bây giờ bị cầm hòa tại map đấu này rồi. Như vậy chúng ta sẽ quay trở lại với trận đấu giữa Ace Gamer cùng với Robot Esports. Tỷ số hiện tại cho cái map đấu kèo BO2 này đang là một, thực ra là hai map đầu tiên đang là hòa. Hai đội đã phải chia điểm, mỗi đội có được một điểm cho mình. À, bây giờ thì trong map đầu thứ hai, map đầu máy điện này, thì bên phía của Robot Esports sẽ là đội phòng thủ bom sai trước. Và Nicky vừa rồi đã có mạng của Kin. Đội tấn công bom sai là Ace Gamer. Thì đã có được một mạng bắn tốt ở trong cái khu vực long B của mình. Tôi nhầm trên khu lầu A đúng hơn. Bây giờ Phô Béo đổi mạng của 24 Kara. Trước đó thì Phô Béo anh ta đã có mạng của Kin thì phải. Không phải, đó đúng rồi, Phô Béo đã có mạng của Kin. LGP đang đẩy về. Nếu như để nói về trong map đầu trước thì cái này bên phía của Robot Esports đã đứng trước cơ hội để có được 3 điểm cho mình, nhưng không. Ace Gamer đã làm rất tốt với một cái pha lội ngược dòng thành công để cầm hòa đối phương. Họ tràn vào A ở đây.
hai cầu thủ ở trong A ở đây là 09 ở đây. Bắn vào tới 09 với khẩu đen là không được. Dendy đang lùi về, Forbéo cũng đang đẩy về, Kavin cũng đang ở đâu đây, Kavin cũng đang chạy về hết ở B rồi. Những đối phương là ACM họ ập được vào B, họ đặt được bom thành công xuống. Bây giờ thì cộng bằng chưa Baro. Baro đã thay người. Baro lên bảng rồi. Đã có một sự thay đổi trong đội hình của bên phía Robot Esports cho trận lại cho cái map đầu thứ hai này. Dendy bây giờ đang đẩy vào khu vực long B. Kavin cũng đang lao vào đây, 2-3. ACMV có vẻ như tinh thần của họ đang lên rất là cao. Thấy vào và tốt tới Kavin. Nhưng mà vì cho Kavin chỉ có được một mạng tới Dendy. 1-1. KZ không còn nhiều máu. KZ vòng quanh xuống là bánh đa sơ này và bắn vào đây. Nhưng đó là KZ với khẩu 14-1. Chắc chắn là bắn nó sẽ dễ hơn với khẩu đe rồi. 1-0 cho ACGamer. Nhập cuộc là rất tốt. Họ đã bắt nhịp lại được với trận đấu này sau khi cầm hòa đối phương ở trong hát đầu tiên. Và khi có mạng của không chỉ là cùng long B, khi vẫn đang là một tay sniper xuất sắc cùng với Leo GP. ACM đang dồn với khu mid nhỏ này để muốn tấn công lên khu vực lầu. Lầu đang có ai? Kavin phòng thủ ở A, Dendy đang ngắm ở trên lầu là đi phải. Một tình huống chỉ cần mở góc ra thôi thì rất có thể Dendy sẽ có được mạng. Một tình huống bắn ngắm này của mình, anh ta đã quay ngược ra để kê xuống khu vực mid rồi. Nhưng các đội bên phía ACM thì vẫn đang hầu lại đâu, thời gian của họ là nhiều. Dendy đã lùi xuống khu vực hố cát ở đây để có thể phòng thủ được cái khu vực chân lầu. Những 24 Kara cùng với những người đồng đội của anh ta đang có một tình huống dồn về khu B. Bom sai B ở đây. Cô béo bắn trong B. Cô béo đã phải lùi xuống rồi. Muốn đã có flash để cover tới từ người đồng đội của mình là Baro thì phải, đúng là như vậy. Nhưng bên phía bên kia nên cẩn thận tới từ Baro. Baro bây giờ đang có một tình huống đứng ngược lại của một đường nối. Sẽ là một cái pha trả flash nữa hay không? Nhưng bên phía của Gamer họ đã back về được khu mid rồi. Tình huống mà nhử mồi tới từ bên phía của ACM để nhằm xem có bắt ai hay không. Họ lùi với 3 người về mid. Khi mà 24 Kara bây giờ còn lượng máu không phải là quá nhiều với 28 máu còn lại. Ki còn 21 máu. Nhưng Ki đang chơi vị trí là sniper. Dendy vẫn đã về được đến khu vực này để có thể kê được khu bom xe A cho những người đồng đội của mình. Kavin, Baro có double kill. Một tình huống mà Baro hạ cùng với 2 người của đối phương là một tình huống mà đối phương up vào trong khu bom xe A. Phòng thủ rất xuất sắc. Ace Gamer đẩy Ki lên di chuyển ở khu vực lầu. Kin đang muốn đẩy vào. Kin đẩy vào đây. Kin có lẽ sẽ có thể vị trí. Kin bây giờ lao vào trong khu bom sai và bắn vào đây. Nhưng hạ cùng với vị trí của Baro. Bây giờ Kin còn rất khỏe. LGD đang đẩy và móc ở phía sau. Kin bây giờ có được mạng hay không? Nhưng Ki hạ cùng với vị trí của Kavin. Và tiếp đến là LGD có mạng của Dendy. Những tình huống luồn lách đánh võng rất xuất sắc tới từ phía của Gamer. Họ bị mất người. Nhưng có thể nói rằng là bên phía của Gamer đã làm rất tốt. Với những vai trò từng cá nhân một và đã được rất tròn vai, mỗi người có được một mạng. Bây giờ Phô Béo với 1-3. Phô Béo nằm xuống rồi. 2-0 cho bên phía của Ace Gamer. Như đã nói rồi, Ace Gamer là một đội tuyển cực kỳ khó chịu với các đội tuyển đứng ở top trên bảng xếp hạng. Họ luôn luôn biết cách làm đối thủ bất ngờ. Ở thời điểm này họ đã có được một điểm tạm thời ở đây. Và để cho Ace Gamer bây giờ phải rất khó khăn nếu như họ mua. ACM vẫn muốn ngoi lên vị trí đầu bảng. Phô Béo vừa rồi có được một mạng. Phô Béo có double kill. Có vẻ như là trong cái pha bắn vừa rồi Phô Béo hơi tức giận hay cục tính quá. Anh ta một phát cầm AK lao thẳng lên nhà đối phương. Mất đi 2 người rồi, ACM làm gì đây? Leo GP đang loay hoay khu vực mid lúc này. Kin đang ở trên đẩy lên khu vực lầu. KZ nhà lại còn một quả smoke vào trong khu vực long B. Sẽ di chuyển lên mà thôi. Mid đang có ai phòng thủ đây? Đang có Kavin đứng ở trong side A. Dendy ngắm ở trên lầu thôi. Kavin nên cẩn thận. Và nếu như đối thủ ập A lúc này thì Dendy đã có được mạng trên khu vực lầu rồi. Điểm số đầu tiên đang đến rất gần dành cho bên phía của Robot Esports trong map này. Thì KZ vừa rồi đã một pha đẩy thẳng vào nối và anh ta đã có mạng của Baro. Di chuyển thẳng với nhà của đối phương lúc này. Quay ngược lại bắn ơ. Leo GP bị hạ gục rồi. Mạng dành cho Kavin. KZ 1-4 ở đây.
giật mình quay đi thì biết gì là có mạng. 1-2 cho robot eSport. Rồi robot eSport lúc này họ đã có điểm số đầu tiên. Những cái này bên phía của Ace Gamer, họ đang có một cái tình huống di chuyển ra khu vực ở đây. Bây giờ thì Ace Gamer họ đang di chuyển ra khu mid với số đông thành viên của mình. Lên lầu tới được KZ. Robot eSport và đó đã nằm xuống. Kỳ là người có mạng, một cái pha ngắm qua khe. Qua khe tới từ 09. 09 liên tiếp 4 round không được chơi rồi. Anh ta nằm xuống 4 round liên tiếp, trong đó phải không biết là 3 round. Anh ta bị hạ gục bởi Kỳ nữa. LGP bây giờ đang ở đâu đây? Đang ở đó là khu mid. 57 máu còn lại sẽ di chuyển lên lầu. Baro bị mất đi do mình rất nhiều máu, anh ta còn 5 máu mà thôi. Vidi đang cầu máu đây, bắn tốt đầu được KZ rồi, đổi được mạng thành công. Lợi thế về máu nó vẫn đang nghiêng về cho bên phía của Ace Gamer thời điểm này. Hai mươi bốn Kara đang ở đâu đây? Đang ở khu vực long B. Bom B đang có phô béo phòng thủ. Carvin đang thủ A, Daddy cũng đang thủ A. Baro đang ở khu vực trong cửa này để có thể cover cho phô béo bất cứ lúc nào. Những đối phương là bên phía của Ace Gamer đang có một tình huống dồn 3 người về muốn tấn công vào đây hay không. Nhưng không, họ đã lùi 3 người về mid rồi. Daddy đang bị bắn vào rất đau khu mid này. Daddy đã quá tan một pha bắn vừa rồi và anh ta phải trả giá. Một cái giá rất đắt. Carvin cũng bị hạ. Và cái giá phải trả vừa dành cho bên phía Ace Gamer là mất đất trong round này. Xin lỗi bạn, bên phía của Robot Sport đúng hơn. Baro có được một mạng nhưng bây giờ anh ta còn có 5 máu mà thôi. 5 máu của Baro sẽ phải làm gì trong tình huống 5 đấu 3 này. Và đó là khi nó có được mạng và đem về tỷ số là 3-1 cho Ace Gamer. Biết đâu ngày hôm nay Ace Gamer có thể là một điều chuyện. Phải chăng đây là một vòng đấu mà toàn ông lớn phải giãy chân. CB gặp mình cũng phải giãy chân. Ngày hôm nay thì Ace Gamer đã, xin lỗi bạn, Robot Sport đã mất đi cho mình một map đấu. Và họ đang đối thủ dẫn trước với khoảng cách là 2 round. Nếu như Robot Sport cũng phải thua trong trận này thì hai đội đứng ở vị trí đầu bảng xếp hạng đều bị thua và tụt xuống dưới. Sẽ là rất bất ngờ và một bước ngoặt nào đó ở trong cái cuộc đua tới với chức vô địch của Pro League 2018 Season 2 này. Bây giờ thì sẽ là một tình huống mà họ đang ném rất nhiều bom vào B. Trông giống nó sẽ là một cái bài họ muốn fake cái trang. Di chuyển lên đây để leo GP. Trong những cái pha bắn khó tới từ bên phía của Diddy ở trên khu vực lầu này. Leo GP, không nhìn thấy nhau này. Leo GP mở góc ra bắn chết từ bên phía Diddy. Diddy đã cho một góc kê. Nó là khép kín nhưng anh ta không thể bao quát được toàn bộ cái tầm nhìn trên khu vực lầu. Và cái giá phải trả là anh ta phải bỏ mạng cho tình huống này. Một quả bom nổ và là tốt tới được hai Kevin nhưng đổi được một mạng nhưng trước đó thì Baro đã phải lên bảng. Một tình huống mà 24 Kara đẩy được vào trong khu mid và anh ta di chuyển vào trong cái khu thư viện này. Sẽ là một pha đẩy ngược vào, đó là khu vực hồi sinh của bên phía đối phương. 09 phải nằm xuống, còn lại Kevin và vị trí phô béo. Ace Gamer đang để một bộ mặt hoàn toàn khác và cũng như duy trì được phong độ sau khi cầm hòa đối phương tại bắt đầu tiên. Carvin có đồng mạng nhưng chúng ta đã bỏ quên Carvin. Người chơi không thể nào mà có thể nói rằng là bên phía của Robot Sport chơi kém tất cả. Chúng ta đã nhưng đấy cũng phải nằm xuống rồi. Tôi cứ khen ai là ai đấy là cũng phải chết là thế nào nhờ. For béo lại là for béo, always for béo. Đó là tình huống xử lý cuối. Và một đấu ba. For béo nó sẽ làm gì đây? Một đấu ba lúc này. Đang nghe tiếng của đối phương đang sang nhưng mà bỏ mưu đến vào con béo mất đi cho mình 23 máu rồi. Con béo nhìn đối phương nhưng bây giờ 20 giây bom được ập vào đây rất nhiều. Con béo 25 máu thôi, một mạng có được thì như vậy là không đủ với KZ đem về round thứ tư dành cho bên phía của Ace Gamer 4-1. Nhưng kịch bản nó đang có cái gì đó na ná với cái lượt đầu tiên, à cái map đầu tiên quá nhở. Khi mà Robot Sport thắng 4-1 sau đó là họ để đối thủ bật lên 4-5. Bây giờ thì Ace Gamer phong độ như này, họ đang làm rất tốt và tôi nghĩ rằng họ có thể làm một nền chuyện trước bên phía Robot Sport mà thôi. Kỳ đang có 6 mạng
Cú mạng tốt nhất của bên phía của cả trận đấu này. Nhưng đã có một thành viên disconnect ra rồi, tới từ 09. Nhưng sẽ không có shape bởi vì thời gian đã trôi qua khoảng thời gian được power rồi. Hơi đen. Đẩy vào đây, Forbéo có được một mạng. Forbéo có double kill. Một tình huống bắn ở B rất tốt tới được Forbéo. Lợi thế hơn người lại đang dành cho bên phía Robot Sport. Forbéo nên cẩn thận khi anh ta còn 17 máu thôi. Gọi đồng đội của mình đó là Baron về cover cho khu bóng CD. Một pha ập vào B không tốt tới được KZ và 24 Kara. Leo GP di chuyển lên lầu. Kin có mạng của Forbéo. 3 đấu 3. Lợi thế hơn người lại mất rồi. Kavin, ôi xổi ôi. Mù mắt, rát ném bom. Kavin quay lại không? Trông giống là không, bởi vì bên phía SKM họ đang muốn đánh vào B. B thì trông trống quá nhỉ. À đây là có Forbéo, à không, có Baro quay về cover B. Baro chạy vào trong sai, đối phương ập vào B, Kavin cũng đang chạy một mạch về B. Kavin đang quay về, Baro nên cẩn thận bởi đối phương đang rất đông. Bên phía của ASKM vào cái con hơi chậm đó, thấy vào đây. Ôi, vòng quay xuống là bánh đa sơ đông này. Ơ, chết đi, ập ra nó nào. Còn đó là có mạng của Kin, Kin nào của Baro. Nhưng đó là vì chiều Kin cũng đã phải nằm xuống. Đây ở đây không được rồi, và Robo Sport đã có một pha cứu bom tốt tới đây thì cũng như là bên phía của Kavin. Và để thu hẹp khoảng cách xuống còn là 2-4. Đấy, tôi bảo mà nó giống quá. Nó giống hệt với những gì mà trong cái map đấu đầu tiên quá. Bên phía của Robo Sport thắng 4-1, sau đó họ để đối thủ vượt lên với tỷ số là 4-5. Và bây giờ liệu rằng cái kịch bản nó có giống như vậy hay không? ASKM đã có cho mình được một cái kinh nghiệm lội ngược dòng. Rất nhiều kinh nghiệm lội ngược dòng trong những trận đấu đã qua. Nhưng mà kinh nghiệm mà để dứt điểm đối phương thì họ có hay không, chúng ta sẽ cùng chờ xem. Leo GP tiếp tục là ngắm ở B. Rất đông người đang dồn về B ở đây. Ki cũng đang về B ở long B lúc này. Có 4 người đứng ở khu vực long B, nơi mà vị trí 09 đã không bắn ngắm nữa rồi. 09 liên tiếp là không được chơi. Nhưng bây giờ anh ta quay trở lại đây với khẩu AK-47 của mình. Forbéo cũng đang ở B. Nối một tình huống tấn công lên khu vực mid tới đây phía bên phía của ASKM là KZ cùng với 24 Kara. Nhưng mà một tình huống mà trả bom ra là tốt tới từ vị trí của Kavin. Xin các bạn, đó là tới từ vị trí của Baro đúng hơn. Kavin đã bị mù ở trong khu bom xe B. Anh ta sẽ trả một quả smoke ra hay không? Bây giờ là Kin ăn một quả bom nổ, mất đi cho mình 19 máu. Rất nhiều bom nó quăng vào ở trong khu bom xe B lúc này. KZ này là KZ xấy không được. KZ nên cẩn thận, rất nhiều người bên phía ASKM mất máu. Nhưng từ chưa 24 Kara mới là người có mạng. Anh ta hạ gục được Baro. Bây giờ là 5 đấu 3 bởi vì chưa Kin có được một mạng nữa. Và Kiki đi làm gì đây? Nhưng Forbéo có được một mạng, nhưng Forbéo sắp máu quá. Forbéo có đã bởi kiểu, nhưng Forbéo cũng đã phải lên bảng mạng Zenoki. Và 3 đấu 2 còn lại lúc này, Zenoki bên phía của ASKM lợi thế lớn. Hanzila móc là không được, 2 đấu 2 còn lại. Và bom này là bom thành công hay không? Nhưng không, KZ không chạy được. Và Kỳ 1 đấu 2 với cây Barret có trong tay. Anh đã kê thẳng một phát ra được khu vực cửa chính. Những đích đi đang di chuyển lại cùng hai tuka là Ki làm gì, là Ki vẫn đang ngạo. Ki bắn tốt, có được một mạng. Double kill ở trường, có 45 máu đẩy vào. Ki đang lượn lách đánh võng để trốn đi. Kavin bây giờ đục chết được vị trí của Ki. Thế mới hay chứ, thế mới tài chứ không. Đục chết được luôn đối phương. Thế mới tài cơ. Một cái pha có thể nói rằng là bên phía của Robot Esport tí chút nữa thì họ đã thua. Một cái pha mà Kin đã xử lý tốt. 4-3, 3-4 thì Robot Esports tôi đã nói rồi. Kịch bản nó giống quá mà. Thắng 4-1 chưa hẳn là đã hay nhá. Vẻ như bên phía của bạn vượt, tôi đang định khen vào Former thì Kin lại bắn chết người. Đi đã phải nằm xuống rồi. Kavin và Forbéo đang có 8 mạng. Đây là hai người chơi xuất sắc nhất của bên phía Robot Sport trong cái lượt đấu này. Ki đang ngắm ra, Ki một chết được Forbéo. Forbéo đã có mạng được 9 rồi.
Kin ở mid, 4 đấu 4 trong round này. Bây giờ thì có lẽ như là bên phía của Ace Gamer họ đang chơi chậm rãi lại hơn rất nhiều so với round đấu vừa qua. Họ đã để thua liên tiếp 2 round đấu rồi. Thì tôi nghĩ rằng họ không 3 round đúng hơn, à không 2 round thôi. Thì nếu như họ mà để thua tiếp tục round đấu này nữa thì là hơi căng đấy. Thì trận đấu này sẽ chưa biết đi đến đâu về đâu cả. Ace Gamer LGB đẩy vào, Calvin có một mạng nhưng LGB bắn có được một mạng cầu đe. Bây giờ kết thúc là hết đạn rồi, những cover tốt tới từ 24 Kara để giúp cho LGB giữ lại được cái mạng sống của mình. Không chín mẹ đang khung mid cùng với đồng đội của mình là Phobéo đẩy vào cứu bom ra sao 24 Kara. LGB cứ đang chạy nhảy nhót đi đâu vậy? Rất may cho anh ta là đối thủ không nhìn thấy. LGB ra cover chưa? Có được mạng của 24 Kara rất xuất sắc. Và bây giờ là LGB 1 bắn 1 cùng với là 09. Một tình huống đổi AK di chuyển vào, LGB thấp máu 8 giây, bắn tuốt tới LGB và như vậy là 5-3 cho Ace Gamer. Giống hết cái trận 1 bật đùa dã man, giống đến từng round đấu luôn này. Ace Gamer lên 5 trước rồi này. Robot Esports còn 3, phải chăng nó sẽ là 4-3, 4-5 dành cho bên phía Robot Esports hay không? Tôi nghĩ rằng nó có thể là 4-5 đấy. Lời nguyền của lượt 1 thì nó đang yểm và tới từ vị bên phía Robot Esports và cả Ace Gamer. Thì có được mạng. Giống hệt là lúc nãy thì bên phía của Ace Gamer cũng ra cuối đây, cũng mất một người xong là chết hết luôn. Bây giờ thì sao? Kỳ có được một mạng rồi, mạng thứ 10 của Kỳ. Có thể nói đội hình của Ace Gamer đang chơi khá đều của lượt này. Một quả smoke sẽ được quăng lên tới KZ, chặn đi khu vực đường nối. Kim sẽ đẩy vào ở đây. Đang đứng ở trong khu vực di chuyển để bắn ra. Bây giờ thời gian còn lại 1 phút mà thôi. Sẽ là một tình huống họ muốn tấn công vào đây tới từ Ace Gamer đây. Họ muốn tấn công mid sang B. Đi đã quay ngược lại đây vào được khu vực. Ơ đi đâu đây, đi đâu đây, đi đâu đây, đi đâu đây, không nhìn. Thế là rồi, một cú up vào trong A tới từ bên phía của Ace Gamer. Và đó là một cái farm đã đi di chuyển đi quá lỗi mà tôi không hiểu sao anh ta lại bỏ cái vị trí live khu vực các bạn, khu vực thư viện đi để ập và quay ngược lại khu B làm cái gì. Cô béo có được một mạng nhưng có vẻ như lời nguyền sẽ được phá bỏ dành cho bên phía của ACMR. Còn có cái video là thứ 6 hay không khi pho béo 1 bắn 5 nên chẳng có được một mạng nhưng bây giờ là 1 bắn 4 nó còn quá khó và như vậy là 6-3 cho ACMR. Đây là lượt thi đấu thứ 2. Và trong lượt 1, Robot Esports đã có một cái turn phòng thủ có thể nói rằng là không được sự tốt và Ace Gamer đã có những đợt tấn công rất xuất sắc. 6-3 lúc này là tỷ số cho lượt thi đấu, cho trận đấu này. Calvin vừa rồi đã có được một mạng. Một pha chà lao vào lầu cũng rất nhanh. Đẩy vào đây, cô béo nằm xuống. Và một Kim có lượt tách đánh bóng khá tốt được Kim. Mình có lượt bóng không nhiều được Kim địa gục. Và đó là đi thì cũng đã có mạng của 24 Kara. KZ và Ki AFK hỏi chấm enter, hỏi chấm chat tip. À đây 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 đây, quay lại đây rồi. Đôi giày 2 đấu 4 cho bên phía của Ace Gamer. KZ nằm xuống, có sao toang rồi. Ki 1 bắn 4 no hốt, cầm DE này đúng là no hốt thật sự. Một mạng một Ki. Trượt tay đấu súng vào đây. Bạn đi trên bẩn thế. Trời ơi,
Người ta bắn ngắm đi, ông có phải tôn trọng người ta, ông rút cắm tôi bắn, nhưng mà rút lục ra bắn thì không sao cả. 46 là bên phía của Robot Esports, như vậy là nó sẽ có xếp lại ở đây. Quay trở lại với lượt đấu này, 46 là tỷ số lúc này, khi mà bên phía Robot Esports đã vừa có được một đao thắng ở trong cái lượt thi đấu thứ hai. Bây giờ thì quay trở lại ở đây, khi mà Ace Gamer có vẻ như trong round vừa họ đã mắc một chút lỗi tới từ vị trí của Ki, dẫn đến là Ki phải AFK và gần như là anh ta đã không thể chơi cùng với đồng đội mình trong round vừa rồi. Nhưng khoảng cách vẫn là một round dành cho bên phía của Ace Gamer. KZ đang ở B, Kin cũng đang ở đâu đấy, Kin đang ở khu vực bom xe A. Ki nhìn đường nối, bên phía Robot Sport đang dồn về B rất đông người. Nào KZ thủ B, có ai thủ B cùng KZ hay không? Trông giống là không. Một mình KZ là phải solo B ở đây. Đối thủ ập vào, bắn là tốt tới KZ. KZ có được một mạng hạ gục được vị trí của đích đi. Bây giờ tiếp tục là di chuyển ra, cấu được một nửa máu của 09. Nhưng KZ đã thủ B, tuyệt vời. KZ của solo B, 4-3 của KZ. Clear, clear. Không được, trời ơi chị ơi. 4 mạng có được tới được KZ chứ không được. Một tí xíu nữa thôi, nhưng Ki không sao cả, thôi được rồi, thắng là cũng được đúng không ạ? 7-4 ở bên phía của Ace Gamer. Một tình huống mà KZ thủ B, anh ta solo B xuất sắc với 4 mạng có được. Chẳng qua là khẩu 14 này có 30 viên thôi. Không thì thôi, tôi nghĩ rằng là bên Robot Esports cũng sẽ phải 5 người phải nằm xuống với nọng họng súng của KZ trong round vừa rồi. Mấy ông có vần ca lại bắn kinh thế cơ. Leo GP vừa rồi đã mất đi một lượng máu tới từ trên khu vực lầu. Nhưng Ki đã có mạng của 09. 09 gần như liên tiếp không được chơi ở trong round này, trong cái trận này. Anh ta làm xuống liên tục. Ki có vẻ trong lượt này bắt vía được 09 rồi. Cái map nhà máy điện này trời rất là xuất sắc. Davin đang có một tình huống di chuyển ở khu mid nhỏ. Sẽ có một tình huống mà họ sẽ làm gì đây? Leo GB vẫn ngắm ở trên khu vực lầu này. Có ai muốn lên lầu không? Không. Họ đang muốn di chuyển về B. B lại đang có KZ phòng thủ đổi góc thủ luôn. Được, được luôn bạn ơi. Bây giờ thì KZ đổi góc thủ ở đây. Sẽ có một tình huống chạm quả smoke ra. Rồi rồi rồi, thấy rồi. Thấy rồi, và cũng có một bãi không? Không có. Hay đạn lùi về. Những vị trí của bên kia lao vào tới đi thì không được. KZ có được một mạng. KZ rất bình tĩnh. KZ có double kill. Uê, B là không để cản phá. Phá được rồi. Và vị trí của KZ nằm xuống. Baro có mạng. Và xấy vào đây. Vô béo nằm xuống. Và tiếp đến nó là 8-4 cho bên phía của Ace Gamer. Đúng không? Phá rớt phát thì mọi thứ khác hẳn. Ace Gamer vớ vẩn đã thắng map này. Thắng map này thì Robot Esports thôi thôi xong. Có đúng một điểm là thôi, không ngờ lên đầu bảng. Và như vậy là cái người vui nhất bây giờ chỉ có là Blue Star thôi. Sau trận khi trận đấu đã kết thúc và chúng ta vẫn còn trận đấu nữa, giới thứ Freedom đối đầu cùng với Hopstar ở loạt trận 20 giờ. 8-4 lúc này. Ki nằm xuống và cuối cùng thì 09 được chơi, nhưng đất đi bị hạ gục bởi tới từ vị trí của Kin. 4-4 còn lại trong round đấu này. Robot Esports đang đánh mất mình. Nhưng các bạn không hẳn đâu, bởi vì sự xuất sắc của bên phía Ace Gamer tới được các cá nhân nó đang là rất tốt. Nhưng Phô Béo đổi góc bắn, anh ta di chuyển về B. Hamzara có được mạng, Hamzara có double kill. Ô, dã man, hai đứa không thể có triple kill. Nhưng đó là Leo GP đã có được mạng của Baro. Và còn lại một cái Phô Béo, đây Phô Béo có được mạng nữa. 1-1 của Phô Béo và KZ. Người chơi đang có phong độ tốt là KZ ở trong ô đây rồi. KZ di chuyển rất khéo, rất chậm, rất chậm, thấy chân, đôi giày. Và đó là KZ có mạng thứ 7. Và lại là KZ để lại điểm nhấn dành cho bên phía của Ace Gamer. Tối thiểu rằng là bên phía của Ace Gamer đã có thêm một điểm số nữa của cái lượt trận này. Và họ đã một round đấu nữa thôi, họ sẽ có cho mình được chiến thắng chung cuộc tại map đấu này và có được 4 điểm. Và buộc cho Robot Esports bây giờ không biết phải làm thế nào cả. Họ sẽ không thể ngoi lên ở vị trí đầu bảng, khi họ rất nhiều người hâm mộ của Robot Esports đang kỳ vọng của họ trong trận đấu này. Một bước ngoặt của trận đấu. Bây giờ mọi thứ đều khó khăn. Leo GB hạ bởi Kevin. 24 Kara thủ lý ở đây. Kim có được một bạn. 24 Kara cũng có bạn. Ki
team bây giờ đang ở khu vực mid này. Cái này bên phía của robot liệu có tấn công xuống hay không? Khi bên phía của Ace Gamer họ mất đi 24 Kara rồi. Một quả bom ném tốt tới từ vị trí của Kevin. Bây giờ thì vị trí của Kevin đang ở trong bom bạn. Đặt bom thành công. Kin đang muốn tình huống đẩy vào hay không? Đang có một điều di chuyển ở KZ ở khu vực mid. Kin sẽ có một ép vào đây. Kin bắn không được bởi vì không chỉ là người có mạng. Nhưng bây giờ là hai không được rồi. KZ 1 bắn 3. Liệu rằng KZ có làm được hay không? KZ đẩy ra. KZ bắn. Có đâu bạn, nhưng KZ có 10 máu. Mất quá nhiều máu ở khu vực mid này. Như vậy là không được rồi. Tôi hứa chắc là KZ sẽ phải lên bảng và tỷ số nó sẽ là 5-9 dành cho bên phía của Robot Esports. Họ đang muốn gỡ gạc lại những round thắng thì nó là hơi là một điều nhiệm vụ bất khả thi thì phải. Họ đã có được một round và tối thiểu là một round đấu nữa để có thể được chia điểm cùng với đối phương. Đó là Ace Gamer cho trận này. Một tình huống mà Kỳ lại tiếp tục ra ngắm B. Đây 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 rồi. Ôi bắn trượt rồi. Bên phía của Robot Esports thì sao? Họ đang di chuyển ở khu vực mid lúc này. Leo có mạng của Baro. Thôi toàn rồi. Nhưng Kevin đổi được mạng của Leo GP. Kevin di chuyển vào thẳng trong A. Rất chống trải được vị trí của Kevin. Bây giờ thì vị trí của 24 Kara cũng bị ảnh bởi đất đi. Nhưng bây giờ thì vị trí của Kevin lộ vị trí. Kevin nằm xuống. Và bây giờ thì vô béo cùng với đất đi sẽ phải xử lý như thế nào đây cho tình huống 2 đấu 3 này. Kin đã chơi tốt. KZ còn sống nhưng với vô béo vị trí đấu máu đây. Vô béo cũng có được một mạng. Và bây giờ KZ lại là một đấu ai. Chấm hỏi. Hỏi chấm enter. Bây giờ thì vị trí của KZ sẽ đẩy vào trong bom A. Phố béo nghe được không? Phố béo đặt bom, phố béo nằm xuống, gỡ luôn, bật chặt đó là không được rồi. Đứt đi đã đứng khá gần và để rút ra tỷ số xuống là 6-9. KZ không gỡ được bom thì cũng vừa rồi. KZ khá bay. Đội của anh ta thì nó là hơi xịt. 6-9 lúc này. Tỷ số rất đẹp, 6-9-9-6. Vẫn chỉ là một điểm số nữa cho bên phía của Ace Gamer. Mà nếu như SKM thi đấu chệch choạc thêm 1-2 round thôi thì tôi nghĩ rằng là cũng khó đấy. Một round nữa thôi là đã khó rồi, chỉ khó là 2 round. SKM họ cần cho mình một round đấu nữa để có thể khép lại được cái trận đấu này. Để có thể làm lên được một cái dư chấn. Thì uống là gì bắn trượt, bom nổ ném vào, là gì lắc ra hay không? Chấm hỏi là GP. Thì cũng tới Leo GP, tại sao lại anh ta cứ tra cố ở khu vực lên lầu để làm gì nhỉ? Để cho đối thủ một phát đi thẳng vào lầu như thế này và đẩy thẳng vào A. Đơn giản như đan rổ như thế này không bao giờ không. Bây giờ thì Kevin có được hai mạng. KZ đổi được một mạng của Forbell. Nhưng bây giờ thì còn lại Ki nằm xuống. Leo GP đang chơi quá chủ quan. Anh ta đã có được tình huống bắn mà bỏ mặc cái sự khó khăn của đội phía sau. KZ lại một đấu 4 rồi. Liên tục là vị trí của Leo GP bị đào ngược vào ở trong khu bom xe A trên khu vực lầu. Đẩy ra đây tới KZ. KZ có được một mạng nên là có 15 máu. Một bắn 3 khó quá thì cho KZ rồi. Nó sẽ là 7-9 cho Robot Esports. Đúng là như vậy, 7-9. Robot Esports chưa buông xuôi. Họ biết khai thác điểm yếu cũng như là sự chủ quan và trừng phạt cái sai lầm của bên phía Ace Gamer tốt như thế nào. Và điều đó thể hiện qua 3 đấu vừa qua là 3 đấu liên tiếp của họ. Leo GP lại lên lầu. Nào, lại lên lầu, tôi bảo cho này. Lại lên lầu nào. Nào. Vẫn lên lầu. Nhưng mà lại đổi AK. Thôi được rồi, đổi AK. Tôi chấp nhận, tôi đồng ý nhá. Bắn ngắm nữa là không được đâu. Bây giờ thì KZ có 11 mạng ở đây. KZ đang chơi rất tốt ở điểm này. Thì nếu như mà không có một round thắng nữa thì có giết được 110 mạng thì nó cũng đến vậy thôi à. Khu vực lầu. Kevin đang ở đâu đây? Kevin đang có một tình huống mà anh ta không. Đó là gì? Có mạng của KZ rồi. Một tình huống mà người chơi phòng thủ B cũng xuất sắc. Là KZ đã phải nằm xuống. Bom B đã bị chiếm lại tới từ bên phía của Robot Esports. Có mạng. Bom B hoàn toàn clear. Bom đã thành công. Cứu bom kiểu gì đây? Có được một mạng tới từ vị trí của phố béo. Nhưng bây giờ thì 24 Kara bị hạ bởi đất đi. Cứ kê như này thôi thì lấy đâu ra. Khó, rất khó dành cho bên phía của Ace Gamer Q-Bomb. Round này nó sẽ là có được mạng nhưng không được rồi. Hai máu còn lại. Anh ta nằm xuống vào mạng cho Baro. Chỉ là bạn mạng cho double kill, triple kill 09 luôn.
Như vậy là 8-9 cho bên phía của Robot Esports, và một round nữa đây rồi. Một round nữa thôi, sao nó chung kết, liệu là 10-18 hay là 9 đều đây. Nó cứ bị dẫn trước rồi cầm hòa như này thì dã man con ngàn. Hai đội đang cống hiến hết mình. Robot Esports thì đang không buông xuôi, họ vẫn đang muốn cố giữ lại được một điểm trước bên phía của Ice Gamer cho cái trận đấu này. Còn nếu như Ice Gamer mà để thua cho round này, tôi nghĩ rằng là không ổn tí nào cả. Họ đi vào đúng vết xe đổ của đối phương. Tình huống mà LCK đang phòng thủ ở ban công, anh ta sẽ có một pha đẩy vào hay không nào? Diddy đã mất rất nhiều máu. Theo 24 Kara đã bị KKZ có mạng của Diddy. Bây giờ một quả bom ném vào. Leo GB ngồi đây, Leo GB bắn vào. Leo GB không có mạng ở đây không? Không có mạng. Và đó là mất đi hai người. 24 Kara đẩy ra đi, có được một mạng nữa rồi. Những tình huống còn lại là 2 đấu 2. Một pha mà còn lại 24 Kara và Key sau tình huống 2 đấu 2 này. Vị trí của Kevin đã đi giữa khu vực mid rồi. Anh ta sẽ nhặt được bom thành công mà thôi. Những vị trí Baro thì sao? Baro đang đi móc ở trên khu vực lầu. Kavi nhặt bom được vào trong sai rồi. Baro đã quay lại đây để cover đồng đội của mình. Bom sẽ được thiết lập thành công tại B cực của tại A, đúng rồi, tôi đã nhầm. Bom được đặt thành công tại A. Ki đẩy vào. Ki bắn tới cho Baro. Baro nên trốn đi thôi. Kevin cũng nên trốn đi ở thời điểm này. 24 Kara không còn nhiều máu. Ki cũng còn một nửa máu cho mình. Một tình huống mà Kevin có phát hiện được vị trí của 24 Kara hay không? Những câu trả lời là chưa. Anh ta đang đẩy vào đây. Baro vẫn đang bắn ra. Thời gian còn là 20 giây cho bên phía của Robot Esports để họ có thể chia điểm của đối phương. Một pha lao vào, bắn vào, và đó là vị trí của Kevin nằm xuống. 12 giây buộc cho vị trí Baro không được rồi, và Ice Gamer có cho mình một trận thắng, một map thắng ở trận này. 18 mà xử lý cực kỳ xuất sắc tới từ hai phía bên phía của Ice Gamer.